ác mộng kinh hoàng pháo phản lực 6 nòng của phát xít Đức. Pháo phản lực 6 nòng Nebelwerfer cỡ 150 ly được quân đội Đức quốc xã sử dụng từ năm 1941 cho đến khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc. Khẩu pháo này được thiết kế từ cuối những năm 1930 và đã sản xuất được 5.283 đơn vị trước khi nước Đức thất thủ. Khác với ca chiêu xa của Liên Xô hay còn gọi là bản giao hưởng của Stalin, loại pháo phản lực 6 nòng của Đức quốc xã có trọng lượng rất nhẹ, chỉ khoảng hơn 1 tấn trọng lượng rỗng. Độ dài nòng là vào khoảng 1,1m và có 6 nòng riêng biệt. Nebelwerfer sử dụng lò đạn phản lực có gia tốc đầu nòng đạt khoảng 145m/giây. Tầm bắn tối đa của pháo phản lực bắn lọt 6 nòng này đạt từ 1.900 cho đến 2.000m. Giống với hầu hết các loại pháo phản lực nhiều nòng thời bấy giờ, độ chính xác của pháo phản lực Nebelwerfer là không cao. Một lọt 6 viên đạn có thể rơi rải rác trong một khu vực rộng hàng nghìn mét vuông, không tạo được độ công phá tập trung. Tuy nhiên, với trọng lượng rất nhẹ, chỉ vào khoảng 1 tấn, các lực lượng tấn công của Đức có thể mang theo hàng chục khẩu pháo bắn lọt loại này trong một đợt tấn công và khai hỏa một lúc nhiều khẩu, tạo ra độ phủ của đạn trên một khu vực rộng, ít nhất cũng khiến đối phương khiếp vía. Điểm đặc biệt của loại pháo này nằm ở chỗ đầu đạn của nó không nằm ở đầu mà nằm ở giữa quả rocket. Khi quả rocket đâm xuống đất, đầu đạn sẽ phát nổ ở trên mặt đất, tạo ra sức công phá lớn hơn thay vì cắm hẳn đầu đạn xuống đất rồi mới nổ như ở những loại đạn pháo phản lực thông thường khác. Điều đó sẽ làm sức công phá bị giảm bớt. Tổng cộng đã có tới 5,5 triệu quả đạn rocket cỡ 150 ly dành cho pháo phản lực bắn lọt Nebelwerfer từng được sản xuất trong suốt chiến tranh. Giai đoạn đầu của cuộc chiến, đây là thứ vũ khí có sức công phá kinh hoàng nhất mà phía đồng minh phải hứng chịu. Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, với năng lực hậu cần tốt, phía Đức đã sử dụng những trung đoàn Nebelwerfer với số lượng lên tới hàng chục khẩu, cùng với lượng lớn đạn pháo đã đi rải thảm khắp mọi chiến trường mà họ tham chiến, mang lại nỗi khiếp sợ cho lực lượng đồng minh. Mục tiêu tốt nhất của loại pháo phản lực phóng lọt này chính là những tuyến phòng thủ dày đặc thường thấy thời bấy giờ ở châu Âu. Khi tốn khoảng vài tiếng đồng hồ để vùi dập liên tục bằng loại pháo phản lực này là cả tuyến phòng thủ dày đặc của đối phương sẽ bị san phẳng. Ngoài phiên bản sử dụng cỡ pháo 150 ly, pháo phản lực bắn lọt nhiều nòng này của Đức quốc xã còn có phiên bản khác với cỡ nòng 100 ly hay thậm chí là 280 hoặc 320 ly. Tuy nhiên, điểm chung của loại pháo này đó là chúng đều có độ chính xác không cao, dẫn đến việc phải thiết kế nhiều nòng để lấy số lượng bù lấy độ chính xác thấp. Flak 88 ly là tên một khẩu pháo phòng không kiềm chống tăng của Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ 2.
Chúng được sản xuất và sử dụng rộng rãi trong buôn đội Đức, và nó có thể được thấy ở hầu như tất cả các trận chiến của Đức Quốc xã và đồng minh. Với sự thành công của mẫu đầu tiên đã dẫn đến việc phát triển một loạt các phiên bản khác của dòng pháo lượng dụng này. Trước khi Flak 88 ly xuất hiện, đa phần pháo phòng không đều không thể bắn được máy bay ở tầm cao khoảng 6.000m. Đấy là chưa nói đến việc những phi cơ thả bom có tốc độ cao. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, số lượng súng phòng không có khả năng bắn liên thanh tăng một cách đột biến. Tuy nhiên, về tầm bắn thì lại rất thấp, đạn chưa nhiều và độ chính xác chưa cao. Chính vì thế, đến giai đoạn đầu và giữa chiến tranh thế giới lần thứ hai, số lượng súng phòng không giảm một cách đáng kể. Một số loại máy bay của các nước như Đức, Anh, Mỹ, Séc, Nhật Bản, Canada đều có trần bay trên 6.000m và tất cả các loại pháo phòng không thời bấy giờ không thể nào bắn đến. Đức cũng là nước phải đối mặt với mối nguy hiểm của không lực đối phương, nên Bộ Chỉ huy Tối cao quân đội Đức đã lên kế hoạch chế tạo ra một khẩu pháo phòng không có thể bắn đến tầm xa hơn 6.000m. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Đức đã phải hủy bỏ việc chế tạo các loại vũ khí mới theo các điều khoản ràng buộc của Hòa ước Versailles. Nhưng từ khi đảng Quốc xã lên nắm quyền, công việc đó lại được thôi thúc trở lại. Tập đoàn Krupp đã liên danh với tập đoàn vũ khí Bofors của Thụy Điển để chế tạo một loại pháo phòng không có cỡ nòng 75 ly hoặc 88 ly. Qua nhiều lần nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng cỡ nòng 88 ly đã được chọn và một kiểu pháo phòng không mới đã bắt đầu được chế tạo vào những năm 1928. Những mẫu trước đó của Flak 88 bao gồm Flak 18, 36 và 37. Riêng với Flak 18 sử dụng một cỡ nòng với cỡ 56 ly. Khẩu pháo này được thiết kế để đặt trên một bệ chữ thập và có thể bắn về bất cứ hướng nào. Thậm chí, Flak 18 còn được thiết kế để đặt trên đường đắp cao xe lửa. Điều này tạo cho khẩu pháo có tầm bắn thăng bằng và có lợi thế khi đụng độ với lực lượng thiết giáp của đối phương. Ngoài ra, Flak 18 còn có thể được quay nòng một cách dễ dàng bằng hai người trong tổ điều khiển, lắp ráp hai bánh xe bằng sắt và đẩy nó đi một cách nhanh chóng. Với trọng lượng của nó, nghĩa rằng để di chuyển được khẩu pháo này thì phải cần đến xe kéo hạng nặng bán xích. Hệ thống bắn tự động của Flak 18 không cần phải nạp đạn trước mà cho phép tổ bắn có thể đưa đạn vào thẳng máng pháo, vừa thay vừa bắn. Trong quá trình bắn thì vỏ bọc rỗng của đạn sẽ bị giật ngược lại đằng sau bằng đòn bẩy và bắn thẳng viên đạn đến mục tiêu. Việc này làm tốc độ của Flak 18 có phần hơn so với đa phần pháo phòng không thời bấy giờ, nên nó có thể bắn từ 15 đến 20 phát trên phút. Đạn có lượng thuốc nổ và có khả năng công phá lớn để chống lại các loại máy bay có tốc độ cao và phòng vệ trước những loại xe thiết giáp của đối phương. Việc sản xuất Flak 18 được lan rộng từ khi Đức Quốc xã lên nắm quyền vào năm 1933. Flak 18 được Đức Quốc xã tài trợ cho chính quyền phát xít Franco một số lượng nhỏ. Sau này một số mẫu pháo mới hơn được ra đời, tuy có nhiều ưu điểm hơn Flak 18 như tầm bắn xa, ít giặc và đạn bắn mạnh hơn, nhưng quân đội vẫn tin dùng Flak 18 vì tính chuyên dụng của nó. Một trong những mẫu Flak tập hợp nhiều tính năng tốt là Flak 36. Khẩu pháo này có nòng đôi hỗ trợ rất tốt trong việc bắn. Đồng thời với tính năng này giúp cho Flak 36 có thể thay bột lót một cách dễ dàng, thuận tiện hơn cho xe móc. Nhưng chính điều này đã làm cho khẩu pháo trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, với 4 bánh xe giúp cho Flak 36 có thể di chuyển nhanh và linh động hơn. Tất cả những tính năng trên đều hỗ trợ tốt cho chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh của Đức Quốc xã. Ngoài ra, Flak 36 còn có một lớp giáp dày bọc ở phía trước giúp khẩu pháo tránh khỏi các mối nguy hiểm từ các tay súng bắn tỉa. Flak 88 thường được sử dụng theo hai kiểu, được sử dụng như một khẩu pháo lưỡng dụng linh động hoặc được sử dụng như một khẩu pháo phòng thủ. Nhưng về sau xuất hiện thêm một kiểu sử dụng nữa là mai phục. Tổ điều khiển chờ lệnh từ đằng xa, thường là người ra ám lệnh. Khi ra lệnh xong, tổ đội lập tức dội pháo xối xả về phía mục tiêu. Phiên bản sau, Flak 37 bao gồm những thiết bị đo đạc mới để xác định một cách dễ dàng hơn trong việc mai phục đối phương. Flak 37 còn có một lợi thế nữa là khi bị hư hỏng thì khẩu pháo này có thể thay thế các bộ phận kỹ thuật một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ có một yếu điểm duy nhất là nó thiếu mất lớp giáp bao bọc phía bên ngoài bằng sắt như các mẫu 18 và 36. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tại nước Pháp, khi Anh và Pháp mở cuộc phản công, Flak 88 được quân đội Đức Quốc xã sử dụng để bắn hỏng các loại xe tăng hạng nặng của Anh.
những loại xe tăng này thường không thể bị xuyên thủng bởi các loại pháo lưỡng dụng thông thường. Nhưng khi người Anh sử dụng loại tăng này để đối đầu với Flak 88 thì tình huống lại thay đổi một cách bất ngờ. Các loại xe tăng Kor B1 và Mortida 2 lại bị chọc thủng một cách dễ dàng bởi các khẩu pháo Flak 88. Những khẩu pháo này đủ sức chọc thủng một lớp vỏ tăng dày đến 150mm. Điều này đã được chứng tỏ rất rõ ràng tại mặt trận phía Đông và Bắc Phi. Flak 88 còn có thể chọc thủng được cả con khủng long thiết giáp của Liên Xô là KV-2. Vấn đề máy bay về cơ bản đã được giải quyết phần nào vào năm 1939 khi các loại Flak bắt đầu ra đời. Nhưng đến khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra, thì các phe đồng minh bắt đầu sử dụng các loại máy bay mới có thể ném bom ở tầm cao đến hơn 10.000m. Thế là ngay lập tức, quân đội Đức Quốc xã đã có câu trả lời xứng đáng cho Mỹ và Anh, đó chính là khẩu Flak 41. Hãng chế tạo vũ khí hay Medal sản xuất Flak 41 với nhiều cải tiến mới, nòng pháo 88 ly được thiết kế dài hơn, bắn lò đạn nặng hơn, với ống ngắm quang học mới nhìn được hơn 1.000m trên giây. Và điều này làm cho Flak 41 có thể bắn cao đến hơn 11.300m, tối đa đến hơn 15.000m. Ngoài ra, Flak 41 còn có thể đặt tại chiến trường mà không cần phải có bệ. Việc kéo pháo cũng dễ dàng hơn vì không cần nhiều dụng cụ như các đời Flak khác. Nhưng chính những tính năng trên đã làm chi phí sản xuất Flak 41 khá cao, nên chỉ có một lượng nhỏ 279 khẩu tham trận trên tổng số 556 khẩu được sản xuất tính đến tháng 2 năm 1944. Tập đoàn Krupp còn dự định chế tạo thêm loại pháo phòng không lắp trên đường đắp cao xe lửa, có tên là Girard 42 và được kê trên bệ sắt lắp trên đường đắp cao. Nhưng Girard 42 đã không được sản xuất. Tuy nhiên, Krupp vẫn tiếp tục với các mẫu mã khác và kết quả là tập đoàn này đã chế tạo được thêm khẩu pháo phòng tăng Pak 43. Flak 41 khi tham trận đã thể hiện được những ưu điểm của mình, đó chính là hạ được một số lượng tương đối máy bay của đồng minh. Tuy nhiên, việc cản trở duy nhất của Flak 41 là về đạn pháo. Khi bắn, lượng nhiệt dồn lên đạn quá lớn làm đôi khi đạn bị chệch hướng. Xét về mặt kỹ thuật là tuy pháo phòng không của phe đồng minh có hơn Flak 88 về kỹ thuật và độ chính xác, nhưng còn về tốc độ thay đạn, sự cơ động, khả năng phòng thủ, lớp giáp bảo vệ thì đồng minh còn phải học hỏi ở Đức rất nhiều. Flak 88 có tốc độ thay đạn rất nhanh, chỉ khoảng 5 đến 10 giây. Đó là chưa tính đến việc lượng đạn của Flak 88 còn có thể được nạp thẳng vào máng sau. Khả năng tự vệ của Flak 88 trước quy lực thiết giáp là rất cao. Chỉ cần tốn chưa đầy đến 5 giây để đội kỹ thuật hạ nòng pháo xuống và xử luôn chiếc xe thiết giáp. Hơn hàng chục ngàn khẩu Flak 88 được sản xuất trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Không những là mối đe dọa của máy bay đồng minh, mà còn là mối đe dọa của cả lực lượng thiết giáp đối phương. Khẩu pháo Flak 88 đã rất thành công trong việc cản trở bước tiến của đồng minh đến thủ đô Berlin, với chiến công tiêu diệt hàng ngàn xe thiết giáp của cả đồng minh và Liên Xô.